Tại trụ sở Bộ Công Thương, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã có buổi tiếp Bộ trưởng Ngoại giao và Tôn giáo nước Cộng hòa Argentina, Jorge Emery. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh đánh giá cao những kết quả đã đạt được trong hợp tác về kinh tế thương mại, đầu tư song phương trong những năm gần đây. Cụ thể về thương mại năm 2017, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 3,03 tỷ đô la Mỹ trong thời gian tới bộ trưởng đề nghị phía argentina hợp tác chặt chẽ để có các biện pháp cụ thể nhằm tăng cường thương mại song phương và cân bằng cán cân thương mại giữa hai nước đồng thời hai bên cần hợp tác chặt chẽ hơn nữa để tháo gỡ những khó khăn dỡ bỏ những rào cản kỹ thuật đặc biệt là trong lĩnh vực kiểm dịch động thực vật nhằm tạo điều kiện cho doanh nghiệp hai nước đầu tư kinh doanh Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đề nghị hai bên xem xét hoàn thiện để có thể tiến tới ký kết bản ghi nhớ về hợp tác giữa Bộ Công thương Việt Nam và Bộ Sản xuất Argentina, nhằm mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại song phương từ nay đến năm 2022, nhân chuyến thăm Argentina dự kiến sắp tới của lãnh đạo cấp cao Việt Nam. Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Job Emfori cảm ơn sự đón tiếp nồng nhiệt của phía Việt Nam, đồng thời cho biết Argentina đã không ngừng tăng cường mở cửa nền kinh tế, thông qua những nỗ lực tháo gỡ các rào cản thương mại, mong muốn tăng cường hợp tác toàn diện với Việt Nam và rộng hơn là với cả khối ASEAN. Bộ trưởng Job Emfori đề nghị hai nước tăng cường hợp tác trong lĩnh vực nông nghiệp, vốn là lĩnh vực thế mạnh của Argentina đồng thời đẩy mạnh hợp tác kỹ thuật, một trong những trụ cột của quan hệ hợp tác song phương giữa hai nước cũng tại buổi tiếp phía Argentina đề xuất hai bên sẽ trao đổi cụ thể về các vấn đề nêu trên trong phiên họp lần thứ sáu Ủy ban Liên chính phủ Việt Nam Argentina dự kiến được tổ chức tại Buenos Aires vào đầu tháng 10 năm 2018 nhân dịp này Bộ trưởng Job Emfori cũng bày tỏ mong muốn thúc đẩy trao đổi về một thỏa thuận FTA giữa Mercosur và ASEAN trong tương lai.